À, thưa quý vị, ở trong nhà của mình á, thì Lan thích nhất là hai khu vực. Khu vực đầu tiên đó là khu vực bếp. Thì quý vị có thể thấy là Lan đầu tư khá nhiều ở khu vực bếp, làm một cái gian bếp rất là rộng để mình có thể thoải mái để những cái vật dụng mà mình yêu thích. Ví dụ như các bạn có thể thấy là ở đây Lan có rất là nhiều nồi nè, chén dĩa rất là xinh đẹp. Và khu vực thứ hai Lan cực kỳ yêu mến đó là khu vực sưu tập bình và ly của Lan. Xin mời quý vị theo chân Lan. Đây là bộ sưu tập bình và ly. Đây là một cái niềm tự hào và hãnh diện của Lan. Lần đầu tiên Lan khoe với mọi người luôn á. Trước đây thì chỉ khoe trên Facebook thôi. Thấy không? Thật ra là để mua được những cái bình này thì rất là cũng kỳ công. Điều đầu tiên là Lan đam mê từ hồi mấy năm trước rồi. Thì Lan đi đâu Lan cũng mua về. Ví dụ như ở đây là có những cái ly Lan mua ở Sing khi mà Lan đi nè, hoặc là ở Philippines nè, hoặc là ở Las Vegas. Rồi những người bạn của Lan khi mà mỗi lần các bạn đi nước ngoài á, thì các bạn biết cái niềm đam mê của mình nên các bạn chỉ mua ly và bình về thôi, chứ ngoài ra không mua quà gì hết. Không có mua những cái gì gọi là đắt tiền hết. Mua những cái này nó rất là vừa phải và dễ thương và đáng yêu, và Lan rất là thích. Thưa quý vị, có lẽ là những khán giả thân thuộc của Gõ Cửa Thăm Nhà sẽ có cùng chung một cái thắc mắc, đó là tại sao mà Lan khi tham gia chương trình này Lan khóc nhiều đến như vậy. Và cũng có những khán giả nói sao Lan khóc lố đến như vậy. Mà thiệt ra không có lố đâu thưa quý vị. Đó tất cả là những cái cảm xúc rất là thật của Lan, và kể cả của ekip ở tại hiện trường. Khi mà chúng tôi có thể khai thác được hết tất cả những cái góc khuất, những cái tâm tư tình cảm của nhân vật chính và cả những nhân vật xung quanh, thì khi mà tất cả các khách mời của chúng tôi có thể nói ra được hết những cái tình cảm của mình, đó là cái điều hạnh phúc của cá nhân Lan, cá nhân anh Bin và của cả ekip. Ở trong những cái số mà Lan đã từng tham gia thì có một số mà Lan rất là xúc động nhiều đến mức mà Lan không nói được cái gì hết và Lan chỉ có khóc thôi. Đó là số của bạn Minh Nhật, số phát sóng gần đây nhất, đó là nhà bạn Kim Đào. Lúc đó em cũng hơi buồn chị hai em, là vì sao? Cái người mà em khi mà em bị đánh, em bị ba đánh đến mức như vậy, cái người mà mua hột gà lăn trên mặt em, cái người mà thấy máu bầm trong mắt em nè, người chứng kiến em bị đánh là chị hai em. Người chứng kiến em bị đánh là chị hai em. Em không chứng kiến. Nhưng mà chị là người mua trứng hột gà lăn cho em, chứ em không chứng kiến. Và biết cái chuyện là ba đánh em. Đúng. Nhưng mà khi mà bài báo lên, chị hai lại là, trong khi tất cả mọi người chửi em, người dưới quê chửi em, tất cả mọi người thiếu đều muốn bắt xe lên đây đánh em, thì chị hai lại không bình em. Em đã không nói một tiếng nào hết. Thì tại có nghĩa là trong chuyện này ba em sai, bé Đào cũng sai. Em đã nín thinh luôn, em không nói luôn. Tại vì ba em dù có sai đi chăng nữa, ba em cũng mất. Mà đó là ba em, ba của ba đứa hết. Thì với gì cũng như từ đây tới sau đừng có hờn mát với nhau thôi. Tại vì cuộc đời vú vơ là khổ từ nhỏ rồi, bây giờ chỉ cần tụng tận thảo thôi, nhưng mà không cần gì. Chị hai hỏi mẹ nên nhiều khi mẹ nấu cái gì em đều luôn hỏi là mẹ có nói chị hai không, kêu chị hai về lấy đi. Kiểu chứ không phải là em không có thương hoặc là em không có thích chị hai, nhưng mà cái kiểu là em không biết làm sao mà nói ra được. Năm nay em gần 30 tuổi rồi, em mới nói là em cảm ơn chị hai rất là nhiều. Và em xin lỗi chị. Thôi, mình nhớ quá. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy được một cái yếu tố rất là nhân văn, rất là con người ở cái số phát sóng của bạn Đào Phi Hải, một vũ công. Gia đình thì cũng không khá giả, nhưng mà bạn là một thanh niên ở cái lứa tuổi lẽ ra là bạn phải được chơi, phải được hưởng thụ, phải được làm hết tất cả những niềm đam mê của mình, nhưng mà bạn lại tạm gác hết tất cả mọi thứ để mà bạn nhận nuôi ba đứa trẻ. Phi Hải đã làm một cái điều rất là phi thường. Nếu mà mẹ gửi gắm ba anh em cho anh Hải á, thì lúc đó là tụi con nghe như vậy tụi con có bị sợ không?
Dạ thì thật ra là lúc đó tụi con không biết. Thì sau khi anh Hải nhận nuôi tụi con, anh Hải lo cho tụi con xong rồi thì anh Hải mới nói ra thì tụi con mới biết, tụi con mới bất ngờ. Bàn với mẹ xong rồi cũng dẫn mấy bé về, tới đâu mình hãy tới đó. Rồi khi mà sống chung với nhau thì thấy là có nhiều cái mình cần phải cố gắng nhiều hơn để mình trở thành mình chờ có cái trách nhiệm hơn. Em có nhớ là cái thời gian đó cái thu nhập của em một tháng là được bao nhiêu không? Có mấy triệu anh, hồi số cái thời gian là tụi em phải ăn chung hộp cơm để đi tập à. Dạ. Xong rồi chạy về nhà ăn cơm chứ không dám mua đồ ăn ở ngoài. Mình bị áp lực về đồng tiền thì có khi nào em cảm thấy là mình mệt mỏi vì cái quyết định ngày xưa của mình không? Tới bây giờ em vẫn bị. À em sợ. Em bây giờ làm cũng là thu nhập chính. Ở nhà thì mọi thứ là em cũng phải lo. Nhiều lúc em cũng cảm giác là mình đáng ra phải được chơi kìa. Em được sống với đam mê của mình nhiều hơn. Tiền nó cũng là cái phần lớn nhất, nhưng mà em nghĩ cái quan trọng hơn là cái thời gian. Người ta gọi thanh xuân của em á, quay lại cũng không được, mà giờ đi tiếp thì mình bắt buộc mình phải làm gì đó. Thì em nghĩ bây giờ là nó cũng ổn hơn rồi, quen được và bắt đầu muốn định hướng một cái xa hơn. Nên em đặt mục tiêu trong 3 năm tới thì em phải có một cái chỗ lớn hơn để mọi người có thể lớn lên nữa. Em không biết nói gì nhiều, chỉ muốn nói cảm ơn anh Bin vì luôn dành tình cảm cho tụi em và care tụi em. Năm nay anh em cố gắng làm mua căn nhà lớn hơn để bác Tám, bác Hùng và anh em mình thoải mái hơn nha. Love you bro. Thưa quý vị, ở chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, ngoài những giọt nước mắt hạnh phúc của những cái thành viên trong gia đình dành cho nhau, những sự kết nối của các thành viên trong gia đình, thì chúng ta còn chứng kiến những cái tình yêu thật là đẹp. Đó là tình yêu của gia đình ở bạn Nguyễn Chánh Tính, một chàng thanh niên bị một cái tai nạn rồi sau đó thì bạn bị liệt tứ chi luôn, nhưng mà bạn lại có được một cái cô bạn gái rất là dễ thương, rất là xinh đẹp và thậm chí là hy sinh cả cái tuổi thanh xuân để dành cho bạn. Thì em có gặp trở ngại gì về phía của gia đình của Trúc hay không? Thì mẹ của Trúc phản đối kịch liệt. Có một điều như thế này, tại vì Trúc là một cái người rất là cá tính và em cũng rất là tôn trọng Trúc. Em cũng có rất là nhiều lần đặt cái vấn đề là em sẽ dẫn cha mẹ của em đến nhà của Trúc để thăm nhà, để nói chuyện đàng hoàng. Nhưng mà Trúc nói là chỉ có em mới hiểu được gia đình của em, nên là tạm thời giờ anh cứ im lặng đi. Thật ra với mẹ thì anh Tính có nói với em một câu là dù gia đình em có không đồng ý anh đi chăng nữa, chỉ cần em sống hạnh phúc thật sự từ trong bản thân em sống hạnh phúc thật sự, mẹ sẽ cảm nhận được, mẹ sẽ vui. Và gia đình em sẽ yên tâm với em. Xuất hiện trong cuộc đời của anh. Dục qua rồi đã chót. Mẹ không có khóc nữa. Thương quá à. Trúc ơi, làm vợ anh nhé. Cùng anh đi thời gian còn lại. Lần đầu em đồng ý, lần thứ hai em vẫn đồng ý. Bao nhiêu lần nữa vẫn đồng ý. Thưa quý vị, Gõ Cửa Thăm Nhà ngoài việc lấy nước mắt của Lan nè, lấy tiếng cười của Lan nè, mà còn có cả cái sự bất ngờ dành cho Lan nữa. Đó là người bạn đồng hành với Lan, anh Quốc Thuận. Anh Quốc Thuận hay có những cái cú đánh úp mà làm cho Lan rất là bất ngờ, không có bàn trước với Lan. Bởi vì Gõ Cửa Thăm Nhà là một chương trình truyền hình thực tế, cho nên rằng là hầu như là hai anh em không có kịch bản trước, chỉ biết là hôm nay đến quay, thậm chí là quay nhân vật nào chỉ có một trong hai anh em biết thôi. Và bên cạnh đó thì có những cái
cái cú gọi là đánh úp đó là anh Bin á, là anh hay làm cho Lan và cả nhân vật rất là bất. Nói chung đó là những cái kịch bản mà không hề được báo trước với Lan, và Lan cảm thấy là Lan rất là bực bội anh Bin, bởi vì tại sao anh Bin không báo với Lan. Và nhắc đến anh Bin thì ngay bây giờ Lan sẽ gọi điện thoại cho anh Bin để coi cái mùa giãn cách này ảnh ở nhà ảnh làm cái gì. Cái này Lan mới đánh úp anh Bin nè, Lan chưa hề nói gì với anh Bin luôn nha, cái này nghiêm túc đó, không chừng ảnh đang làm mình bất ngờ. À đây đây, anh đây. Tại anh đi mua đồ cúng. À, thưa quý vị, anh Bin đã bị đánh úp rồi. À, mà nói thiệt là cái gọi là cái mà khả năng đánh úp của anh Bin nó quá tuyệt vời. Lan tính đánh úp anh Bin nhưng mà anh Bin đánh úp ngược lại Lan rồi, anh Bin không có nhà. Nhưng mà cái này là một trong những cái mà Lan nghĩ là nhu cầu thiết yếu, cho nên anh Bin có thể đi ra đường được. Và anh cũng bảo vệ bản thân mình và cho cộng đồng rất là tốt, và đeo khẩu trang rất kỹ thưa quý vị. Thôi thì bây giờ chúng ta chờ anh Bin về nhà để chúng ta có thể kết nối lại với anh Bin nha. Bây giờ thì Lan sẽ gọi lại cho anh Bin. Hello em. Anh khỏe không? Khỏe. Anh có bất ngờ khi em gọi cho anh không? Mời em chung trà. Từ hôm giãn cách tới giờ anh ở nhà anh làm gì, anh nói cho em nghe coi. Thứ nhất là đi chợ, nấu ăn, ăn uống, chơi với con, rồi học tiếng Anh. Wow. Rồi đọc kịch bản, rồi tập thể dục. Wow. Rồi lắm đó thì là ngồi uống trà đó. Dữ quá. Có cách nào thanh lọc tâm hồn cho em không? Có. Dịch như vậy á là mình không có đi quay được chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Thì anh có nhớ khán giả không vậy? Nhớ chứ, nhớ rất là nhiều. Bình thường quen rồi, cứ mỗi tháng là hai anh em mình là đều có ít nhất là 4 chuyến đi. Dạ. 4 chuyến đi, tức là một tuần là một nhà. Thì bây giờ tự nhiên gần một tháng nay mình không có đi gõ cửa à ba. Cho nên là cái tai nó cũng hơi ngứa ngứa. Anh chào khán giả đi. Xin chào quý vị khán giả. Thời gian mà dịch nó kéo dài đến như vậy và nó làm ảnh hưởng đến rất là nhiều. Trong đó là có việc là Quốc Thượng và Ngọc Lan không thể thực hiện những chuyến đi đến là gõ cửa thăm nhà cốc và đến với các nhân vật mà nó là rất là nhớ. Thật ra thì em cũng vẫn hy vọng rằng là dịch mau qua để chúng ta có thể tiếp tục cái công việc của mình, quay trở lại với lại cái nhịp sống như là hàng ngày, để mà chúng ta còn sản xuất nè, còn kinh doanh nè, rồi còn thực hiện rất là nhiều cái hoài bão của chúng ta. Cái quan trọng nhất là chúng ta được gặp lại khán giả của Gõ Cửa Thăm Nhà và tiếp tục đưa đến cho quý vị những cái câu chuyện rất là nhiều năng lượng tích cực, rất là nhiều thú vị, rất là nhiều tình cảm, rất nhiều nước mắt cũng như là tiếng cười của các nhân vật cũng như là chúng ta mang đến cho khán giả. Anh có một ý này. Sao? Thế có lẽ là chúng ta phải đánh điện qua nhờ cái người mà cùng đồng hành với anh á trong cái đợt đầu tiên của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đó. Chị Thúy Nga. Đó. Em nhớ em là nước mấy? Em là nước ép, nước ơ, nước gì đó. Cái chương trình này đổi đầu của mà còn kép chưa có đổi. Tại sao bây giờ mình không nhờ chị Thúy Nga? Tại vì bây giờ anh nghe nói là ở bên Mỹ đó ổn định, cũng tạm rồi. Dạ. Coi như ổn rồi đó. Với lại ở Mỹ thì cũng có rất là nhiều các nghệ sĩ và cũng có rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta, thì tại sao chúng ta không nhờ chị Thúy Nga? Đúng rồi anh. Gõ cửa bên Mỹ. Dạ. Mình nhất trí vậy nha. Đó. Ok, bây giờ thì anh đã hết giá trị lợi dụng rồi anh à. Anh biết rồi. Nói chứ thôi anh giữ gìn sức khỏe nha. Anh với gia đình giữ gìn sức khỏe rồi. Anh cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Trong cái mùa đại dịch mà nó quá nguy hiểm như thế này. Dạ. Bên cạnh đó thì mình cũng cảm thấy nó có một cái niềm tin từ chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế. Dạ. Và từ những người công dân ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, phải nói là lần này là cũng thường thấy rằng là bà con chúng ta rất là kỷ luật với bản thân mình. Đó. Dạ. Chính là giữ làm sao để cho dịch bệnh bùng phát. Dạ. Và hy vọng vaccine mau chóng về với Thành phố Hồ Chí Minh thật nhiều để mà tất cả mọi người đều được tiêm vaccine. Dạ. Ủng hộ chính phủ và cùng nhau đẩy lùi
dịch bệnh Covid-19 này. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em hy vọng là tuần sau em sẽ không gặp anh ở cái chế độ online như vậy và sẽ gặp anh trực tiếp ở nhà của nhân vật nha.